mở rộng sức ảnh hưởng ở châu Phi nhờ buôn bán vũ khí. Mới đây, tờ South China Morning Sports, một tờ nhật báo bằng tiếng Anh lâu đời của Hồng Kông hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba, đã đăng tải một bài viết nói về tầm ảnh hưởng của quốc gia tỷ dân tới châu Phi nhờ hoạt động buôn bán vũ khí. Xin trích dẫn trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng tăng của trung quốc với các quốc gia châu phi ảnh hưởng kinh tế của bắc kinh đến châu lục này là rất lớn nhưng khi cuộc chiến ở ukraine tiếp diễn các chuyên gia cho rằng trung quốc cũng đang mở rộng ảnh hưởng quốc phòng và an ninh trên khắp châu phi một xu hướng có thể biến trung quốc trở thành đối thủ cạnh tranh với nga trong thị trường vũ khí ở đây bên cạnh việc xuất khẩu vũ khí sang các nước châu phi Trung Quốc đã xuất khẩu các nhà thầu an ninh và quân sự tư nhân để bảo vệ các cơ sở khai thác, cảng và đường sắt. Những dự án được tài trợ thông qua sáng kiến vành đai và con đường. Các nhà thầu an ninh và quân sự tư nhân của Trung Quốc đã hoạt động ở 15 quốc gia châu Phi, trong khi Bắc Kinh đã xuất khẩu vũ khí hoặc vũ khí cho 17 quốc gia trên lục địa này. Theo Rand Corporation, một tổ chức tư vấn của Mỹ đã tạo ra một bản đồ mới theo dõi ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc và Nga ở châu Phi. Trung Quốc hơi tụt hậu so với Nga, quốc gia có các nhà thầu quân sự và an ninh tư nhân đã giành được hợp đồng ở 31 quốc gia châu Phi. Nga cũng đã xuất khẩu các hệ thống vũ khí sang 14 quốc gia châu Phi theo dữ liệu từ Rand công bố vào cuối tháng 12. Các chuyến hàng quân sự từ Trung Quốc và Nga đến các nước châu Phi bao gồm máy bay và phương tiện bay không người lái, pháo binh, xe bọc thép, tên lửa và tàu. Theo nghiên cứu của Rand. Bảy quốc gia châu Phi đã nhận được cả vũ khí và PMSC từ Trung Quốc so với 10 quốc gia từ Nga. Năm quốc gia đã nhận vũ khí và PMSC từ cả Trung Quốc và Nga là Angola, Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, Mali và Sudan. Nghiên cứu cho thấy rằng, một quốc gia trong số 15 quốc gia đã nhận PMSC của Trung Quốc cũng đã nhận được các nhà thầu an ninh tư nhân của Nga. John Spratini, nhà nghiên cứu quốc tế và quốc phòng cấp cao tại Rand cho biết, xuất khẩu vũ khí là một phương tiện để gây ảnh hưởng. Ông cho biết, Trung Quốc cũng có động cơ bán vũ khí vì những lý do giống như các nhà xuất khẩu vũ khí lớn khác để kiếm tiền và những giao dịch như vậy thường liên quan đến các cuộc đàm phán cấp cao. Các nhà lãnh đạo cấp cao của một quốc gia mua vũ khí thường xuyên tham gia vào các giao dịch này xuất khẩu vũ khí dẫn đến tiếp xúc với các quan chức cấp cao, có thể dẫn đến các tương tác ngoại giao và thương mại khác, Parachidi nói. Việc sản xuất các hệ thống vũ khí để xuất khẩu có thể giảm chi phí sản xuất cận biên của các hệ thống đó. Điều này cho phép một quốc gia như Trung Quốc cung cấp hàng xuất khẩu với chi phí đơn vị thấp hơn cho người mua. Parachini cho biết, các công ty an ninh tư nhân của Trung Quốc chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các dự án công nghiệp của Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài. Theo Baratchini, vai trò của họ ở nước ngoài khá khác so với các công ty quân sự của Nga như tập đoàn Wagner, hoạt động như những người lính đánh thuê. Theo nghiên cứu của Rand, Nga đã tham gia vào các hoạt động quân sự bí mật tại ít nhất nửa tá quốc gia ở châu Phi trong 5 năm qua bằng cách sử dụng một lực lượng lính đánh thuê bí mật mà các nhà phân tích cho là trung thành với tổng thống Vladimir Putin các nhà quan sát cho rằng tập đoàn Warner, một PMSC của Nga, cũng là chìa khóa cho tham vọng của Putin nhằm tái lập ảnh hưởng của Nga trên quy mô toàn cầu. Cho đến nay, các nhà thầu của Trung Quốc chủ yếu hoạt động không trang bị vũ khí và tham gia vào các chức năng an ninh phòng thủ hơn là các hoạt động quân sự. Các tác giả của các báo cáo Rand cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng, các PMSC của Trung Quốc được triển khai chủ yếu để bảo vệ và đảm bảo lợi ích của Trung Quốc nghiên cứu cho biết giống như nga các pmsc của trung quốc đã được kiểm soát chặt chẽ bởi chính quyền trung ương thông qua các cơ quan an ninh công cộng của trung quốc mặc dù với các mục tiêu rất khác nhau các nhà nghiên cứu cho biết chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy các pmsc của trung quốc tiến hành bạo lực hoặc được triển khai như lực lượng ủy nhiệm theo cách tương tự như cách tiếp cận của nga theo số liệu của viện nghiên cứu hòa bình quốc tế stockholm nga Mỹ, Pháp, Đức và Trung Quốc là những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho châu Phi. Ông Barachidi cho biết, Nga có mối quan hệ xuất khẩu vũ khí với các nước châu Phi từ thời Liên Xô. Mỹ phải đuổi kịp đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi. Quan chức thương mại nói ngày 13 tháng 12, 2022. Ông cho biết, Mỹ, Pháp và Đức có tiếng là sản xuất thiết bị quốc phòng chất lượng cao và có mối quan hệ chặt chẽ với một số quốc gia do các mối quan hệ lịch sử, nhưng trung quốc đang tạo ra các phân khúc của riêng mình tại thị trường châu phi chẳng hạn như các hệ thống vũ khí và máy bay không người lái cụ thể tarachini nói các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc có thể hưởng lợi từ sự gián đoạn do cuộc chiến ở Ukraine và có thể lấy thị phần từ thị trường bán vũ khí châu Phi của Nga. Paraceni nói rằng các quốc gia trên thế giới có thể trở nên do dự hơn trong việc mua vũ khí của Nga do các biện pháp trừng phạt tiềm ẩn, sự kém hiệu quả của chúng ở Ukraine hoặc lo ngại về sự sẵn có của phụ tùng thay thế cho các hệ thống của Nga. Ông nói Trung Quốc có thể được hưởng lợi với tư cách là nhà cung cấp chi phí thấp hơn, không có hạn chế trong việc bán hệ thống cho các quốc gia có hồ sơ nhân quyền đáng ngờ. Theo cơ sở dữ liệu về các khoản cho vay của Trung Quốc đối với châu Phi tại Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston, từ năm 2000 đến năm 2020, Trung Quốc đã ứng trước 27 khoản vay quốc phòng cho 8 quốc gia châu Phi trị giá 3,5 tỷ USD. Hầu hết số tiền 2,1 tỷ đô la Mỹ đã được ứng trước cho Jambia để mua máy bay, máy bay huấn luyện, máy bay chiến đấu, thiết bị quân sự và để xây dựng khu nhà ở quân sự và cảnh sát. Tiến sĩ Laria Caroza, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo cho biết, Trung Quốc xuất khẩu các dịch vụ quân sự và an ninh sang các nước châu Phi để gây ảnh hưởng cũng như bảo vệ lợi ích, đầu tư và công dân của họ. Không giống như các khoản tài trợ quân sự, chẳng hạn như các chương trình đào tạo, xuất khẩu vũ khí thường mang tính chất thương mại và do đó không khác biệt nhiều so với các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như Pháp hoặc Mỹ, ngoại trừ đôi khi về tính chất hoặc số lượng của những gì được xuất khẩu, Carroza nói. Davidson, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Châu Phi tại Trường Quan hệ Quốc tế ASOS của Đại học George Washington cho biết, Bắc Phi nhập khẩu nhiều vũ khí hơn, đặc biệt là thiết bị tinh vi hơn so với khu vực châu Phi cận Sahara. Xin cho biết, Mỹ và Nga là những nhà cung cấp chính cho Bắc Phi, mặc dù Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí thông thường đáng kể cho Algeria và Maroc. Xin cho biết, từ năm 2017 đến năm 2021, Nga đã chuyển 44% vũ khí thông thường cho toàn bộ châu Phi, so với Mỹ là 17% và Trung Quốc là 10%. Nga là nhà cung cấp lớn nhất cho châu Phi cận Sahara, theo sát là Trung Quốc. Xuất khẩu vũ khí thông thường của Trung Quốc sang toàn bộ châu Phi đạt đỉnh vào năm 2016 và đã giảm đáng kể kể từ đó. Xin nói, đồng thời cho biết thêm rằng, những quốc gia chính nhận vũ khí thông thường của Trung Quốc kể từ năm 2010 là Nigeria, Tanzania, Sudan và Cameroon. Trung Quốc bán vũ khí cho châu Phi để kiếm lợi nhuận và tăng cường quan hệ với các chính phủ, quân đội châu Phi, các nhà thầu an ninh tư nhân không phải là một yếu tố quan trọng trong vụ mua bán này và các nhà thầu an ninh trung quốc với một số ngoại lệ hiếm hoi thậm chí không được phép mang vũ khí xin nói